Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Sáng tạo từ số bọ hoa quả của mình. Thì ở tập tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc đoàn tàu hỏa từ số bọ hoa quả rất là đẹp nhé. Thì hôm nay mình sử dụng đây là cùng có 3 màu: đỏ, vàng và màu xanh. Một cục tẩy, một chiếc bút viền, một chiếc bút chì, một chiếc kéo, một súng bắn keo nến và một tờ giấy A4 màu trắng nhé. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Các bạn sẽ chú ý quan sát mình. Thì là một chiếc tổ hỏa thì nó đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một chiếc bút chì. Mình phá hoại cái phần thân của tàu này nhé. Đây rồi nhé, đầu tiên là các bạn làm vẽ cho mình cái khuôn nó như này. Đó. Giờ mình sẽ vẽ những cái tòa đằng sau thôi. Cái tàu hỏa của mình, đó, mình vừa vẽ xong như này. Bây giờ mình sẽ sử dụng một chiếc bút viền, mình viền những cái phần vừa nãy mình vẽ vào.
Đây nhá. Đấy, cái này tổng hòa mình vừa mới viền này. Ok, bây giờ đến phần xốp bọc hoa quả. Thì đối với lại cái xốp bọc hoa quả ấy, các bạn sẽ tháo cho mình từng cái một dạng như này nhé. Đấy, các bạn tháo cho mình từng một cái sợi, sợi bé ra như này. Màu đỏ mình xé nó như này, tiếp theo màu vàng. Cái này nó hơi lâu nữa các bạn thông cảm cho mình chút xíu nhé, bởi vì những cái phần xốp bọc hoa quả này là đã tái chế qua rồi, đã sử dụng qua đấy, nên là mình tái chế lại những cái đồ vật này thôi, nên là nó không bóc, nó không được nhanh như cái màu đỏ. Màu đỏ giật ra cái là nó ra cái màu vàng này, nó rất mất thời gian nhé.
làm đủ rồi các bạn ạ. Trong quá trình mà các bạn cắt ý, các bạn nhớ bật nóng xuống keo nén lên luôn cho mình nhé, để cho nó nóng. Mình chỉ đi trang trí thêm một chút ở cái phần bánh xe nữa là thôi. Do là nay cái màu xanh, cái số bóng quả màu xanh của mình nó chưa chuẩn bị được nhiều các bạn, nên là mình sẽ sử dụng chiếc bút chì màu xanh này để mình trang trí một vài cái chỗ chi tiết bé thôi. Đó, để tí cho nó nổi thôi. Ok, bây giờ nhé, cái súng keo nến của mình nó cũng đã nóng lại rồi ấy. Nên là mình sẽ bắt đầu, mình đi hướng dẫn các bạn cách dán. Tiên này mình sẽ sử dụng màu đỏ trước. Dán vào. Cái phần
Sau đó là các bạn cứ dính đấy nhá. Các bạn cứ dính từ từ cho mình nha. Khi các bạn đã nhỏ keo nến xuống cái phần giấy này ấy, các bạn phải dán nó nhanh tay vào, là bởi vì là cái keo nến này nó sẽ khô lại ấy. Nên là trong quá trình dán các bạn phải dán nó nhanh tay vào. Và trộn thêm tí màu vàng nữa cho nó đẹp. Dính thì các bạn cố gắng dính tỉ mỉ từ chút một như mình thôi đó. Còn bây giờ thêm ở đây Thank you.
Rồi mình sẽ tô phần bánh xe nhé. Các bạn lấy bút chì các bạn tô cho nó dễ. Sắp hoàn thiện xong rồi mình thì tô nốt cái phần bánh xe này nữa là mình đã hoàn thiện được một cái sản phẩm của mình. Vậy là một chiếc xe dầu hỏa sản phẩm của mình đã hoàn thành xong rồi các bạn nhé. Thì ở trong quá trình làm mình đã hướng dẫn rất là cụ thể và tỉ mỉ rồi, các bạn có thể tham khảo với lại cách làm đơn giản này của mình nhé. Các bạn nào cảm thấy hay có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh. Các tối hôm tối mình ra video đoạn về cách làm những đồ vật khác nhau từ xốp bò hoa quả nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, chúc các bạn thành công.